Minh Đường Tử Vi thật là vui mừng khi được chào đón quý cô bác đến và quay trở lại với chuyên mục Tử Vi 12 con giáp trên kênh Minh Đường Tử Vi ngày hôm nay. Lần đầu tiên, thay mặt cho ban biên tập chương trình, những người làm chương trình, Minh Đường Tử Vi xin được gửi lời chào, lời chúc tới quý cô bác, anh chị có được vận trình nhiều cát tinh trợ lực, thần tài dẫn bước, vượng vận quý nhân sẽ đón nhiều vận may bất ngờ ập đến, sự nghiệp hiển vinh, tài lộc thăng tiến, có nhiều cơ hội trúng số, trúng thưởng, đổi đời giàu có hơn người. Và nếu như quý ông bác, anh chị là lần đầu tiên đến với kênh Minh Đường Tử Vi thì hãy hoan hỷ đăng ký kênh, ấn chuông ở phía bên dưới để được đón xem những video mới nhất mà ban biên tập chương trình Minh Đường Tử Vi đăng tải, cũng như là thấy nội dung video hay, hữu ích thì hãy like, chia sẻ video cho mọi người cùng xem. Quý cô bác, anh chị cũng đừng quên để lại ý kiến đóng góp ở phía bên dưới phần bình luận. Kênh Minh Đường Tử Vi vô cùng cảm ơn quý cô bác, anh chị. Và trong nội dung video ngày hôm nay mà ban biên tập chương trình Minh Đường Tử Vi muốn gửi tới quý cô bác, anh chị đó chính là nội dung như sau. Chấn động, thầy tử vi báo trước cực chính xác. Đúng từ nay tới rằm tháng 9 âm lịch 2024, tuổi Canh Tuất sinh 1970, ôm lộc tổ tiên, tiền có đổ về như thác lũ, vận số giàu sang, đổi đời xứng tầm đại gia. Kính thưa quý khán giả và đặc biệt là quý bản mệnh tuổi Canh Tuất sinh 1970, trong chương trình ngày hôm nay, chúng ta cùng nhau khám phá tử vi từ nay tới rằm tháng 9 âm lịch, dành cho người tuổi Canh Tuất sinh 1970. Nếu cô bác thuộc tuổi này, có lẽ những tháng đầu năm 2024 đã mang đến cho cô bác không ít khó khăn và thử thách. Trong những tháng vừa qua, có thể cô bác đã phải đối mặt với nhiều vấn đề trong công việc, tài chính và cả những căng thẳng trong các mối quan hệ. Những khó khăn này đã khiến cô bác cảm thấy vất vả và đôi khi muốn bỏ cuộc. Nhưng đừng lo lắng, vì từ nay tới rằm tháng 9 âm lịch này sẽ mang đến cho cô bác những cơ hội mới. Từ nay tới rằm tháng 9 âm lịch hứa hẹn sẽ mang đến nhiều điều tốt đẹp. Đây là thời điểm mà cô bác có thể gặp được cơ hội để cải thiện tình hình, tìm ra những giải pháp tốt hơn và rước lộc về nhà. Sẽ có những dấu hiệu và may mắn mới giúp cô bác vượt qua khó khăn và biến mọi thứ thành tích cực hơn. Hãy theo dõi video để tìm hiểu chi tiết về những cơ hội và may mắn mà từ nay tới rằm tháng 9 âm lịch này mang lại cho cô bác. Chúng tôi sẽ cùng cô bác khám phá những bí quyết để nắm bắt những cơ hội này, giúp cuộc sống của cô bác trở nên thuận lợi hơn. Người tuổi Canh Tuất sinh 1970 thuộc mệnh Kim, thoa xuyến kim, xuyến bằng vàng. Tuổi Canh Tuất là người thận trọng và có lòng tự trọng mạnh mẽ. Bất kể họ làm gì, họ luôn dựa vào nỗ lực của chính họ, không bao giờ bỏ cuộc cho đến khi đạt được mục tiêu. Ngoài ra, họ trung thực, đơn giản và đáng tin cậy. Họ sẽ không dành nỗ lực để giúp đỡ bạn bè khi họ gặp khó khăn. Nhưng những người tuổi Canh Tuất có tính khí thất thường và tâm trạng không ổn định. Họ bướng bỉnh đến mức không sẵn lòng chấp nhận ý kiến và đề xuất của người khác. Hơn nữa, họ khá bi quan và luôn nghĩ về mọi thứ theo chiều hướng xấu. Hành kim của can canh có mối quan hệ tương sinh với hành thổ của chi tuất. Chi sinh cho can là mệnh cát tốt lành. Vậy nên, người tuổi canh tuất có số được hưởng may mắn hơn người. Họ có duyên gặp được nhiều quý nhân giúp đỡ. Họ vượt qua khó khăn trên con đường đời. Cuộc sống tuổi già của những người này khá yên ấm vì họ được con cháu hiếu kính. Người tuổi Canh Tuất có ngũ hành nạp âm, bản mệnh là thoa xuyến kim, tức vàng trang sức, đại diện cho sự giàu sang và phú quý. Khí chất thanh cao, quý phái của người mệnh kim được thể hiện trong từng cử chỉ, lời nói và ánh mắt. Với một tâm hồn nhạy cảm và con mắt tinh tế, khả năng cảm thụ nghệ thuật của họ sẽ không ngừng phát triển. Họ thích nghiền ngẫm về những giá trị nhân văn ẩn sâu trong mỗi tác phẩm nghệ thuật. Với nội tâm đa sầu, đa cảm, người tuổi Canh Tuất dễ trao tình cảm cho người khác, nên rất dễ bị tổn thương trong chuyện tình cảm. Họ có những quan điểm mới lạ về tình yêu, không thích bị bó buộc trong những khuôn thước truyền thống. Một khi đã xác định ở bên ai trọn đời, họ sẽ quyết giữ gìn hạnh phúc của bản thân. Những người tuổi Canh Tuất sinh 1970 có một sự nghiệp may mắn trong nửa sau của cuộc đời. Họ muốn đạt được một số thành tựu trong sự nghiệp, nhưng thật khó để nhận ra vì họ thiếu sự giúp đỡ từ những người khác. Tuy nhiên, họ sẽ được giúp đỡ bởi một người nào đó ở độ tuổi 50. Từ khi vận may sự nghiệp của họ bắt đầu tăng lên, người lãnh đạo của họ sẽ dần dần giao cho họ những nhiệm vụ quan trọng. Và khả năng làm việc tuyệt vời của họ
cũng sẽ giúp họ giải quyết các vấn đề khó khăn, may mắn cho họ thay đổi từ xấu thành tốt. Đối với nhân viên văn phòng, họ có thể nhận được mức lương tốt, miễn là họ hoàn thành công việc đúng hạn. Đối với các doanh nhân, không có vấn đề gì với các sản phẩm họ sản xuất, nhưng họ không nhạy cảm lắm với những thay đổi trên thị trường, vì vậy họ không thể kiếm được quá nhiều lợi nhuận. Tuy nhiên, được hưởng lợi từ cơ sở khách hàng ổn định, không cần phải lo lắng quá nhiều, có ý kiến cho rằng họ có thể đưa tiền dư cho những người hoặc tổ chức đáng tin cậy để quản lý các khoản đầu tư của họ. Quý khán giả thân mến, sau đây sẽ là tổng quan vận trình tử vi của tuổi Canh Tuất sinh 1970, từ nay tới rằm tháng 9 âm lịch 2024. Từ nay tới rằm tháng 9 âm lịch này, vận khí của người tuổi Canh Tuất được dự báo là có nhiều điều khó lường, là hung hay cát vẫn khó nhìn rõ. Tùy thuộc vào hành động và suy nghĩ của bản mệnh mà vận trình sẽ có những sự thay đổi trong từng hoàn cảnh nhất định. Về vận trình sự nghiệp, tuy tình hình hiện tại vẫn đang tương đối ổn định, nhưng bản mệnh vẫn cần tiếp tục nỗ lực để nâng cao khả năng đương đầu với những thử thách trong tương lai. Vẫn có những hung tinh rình rập sẵn sàng cướp đoạt mọi thứ của bạn bất cứ lúc nào, khi mà cơ hội và thách thức cùng song hành. Vận tài lộc từ nay tới rằm tháng 9 âm lịch này của tuổi Canh Tuất tăng giảm không cố định, thị trường nhiều biến động nên không lợi cho đầu tư. Con giáp này cần quản chặt túi tiền, tránh bị thất thoát ra ngoài, đặc biệt là không nên dễ dãi cho vay mượn lung tung, kẻo mất tiền liền chứ khó lấy lại. Sức khỏe của người tuổi Canh Tuất từ nay tới rằm tháng 9 âm lịch này khá tốt, nếu có vấn đề thì cũng do áp lực tinh thần quá mức. Nếu có thể thư giãn cơ thể và tinh thần thì mọi thứ sẽ có chuyển biến tích cực. Về chuyện tình cảm từ nay tới rằm tháng 9 âm lịch này, dù hiện tại không xuất hiện biến cố lớn, vẫn duy trì mức bình ổn, nhưng cũng càng có xu hướng phai nhạt. Bạn cần dành thời gian để hâm nóng tình cảm, tạo sự kết nối cả về thể chất và tâm hồn. Người độc thân nên tăng cường giao lưu, kết bạn mới mong nhanh chóng tìm được một nửa phù hợp. Quý khán giả thân mến, tiếp theo chương trình ngày hôm nay, ngay sau đây sẽ là phần luận giải vận trình tử vi chi tiết trên từng phương diện cuộc sống của tuổi Canh Tuất sinh 1970, từ nay tới rằm tháng 9 âm lịch 2024. Xét về phương diện công danh sự nghiệp của tuổi Canh Tuất sinh 1970, từ nay tới rằm tháng 9 âm lịch 2024. Tử vi từ nay tới rằm tháng 9 âm lịch của 12 con giáp cho thấy cục diện tử vi thời điểm này không đem đến nhiều may mắn cho phương diện sự nghiệp của người tuổi Canh Tuất. Do đó, nếu bạn đang mong ngóng một sự đột phá thì sẽ rất dễ phải thất vọng. Từ nay tới rằm tháng 9 âm lịch này, Nguyệt lệnh lâm dưỡng báo hiệu vận khí của bạn có sự chững lại, công việc vẫn như cũ. Người có thể thay đổi hoàn cảnh phải là chính bạn, chứ không nên trông chờ vào ai khác, không nên đợi chờ may mắn từ trên trời rơi xuống. Công việc trong thời điểm này ban đầu có thể suôn sẻ, nhưng sau đó sẽ có trở lực bất ngờ, nguyên nhân chủ quan cũng có, mà khách quan cũng nhiều, vì vậy, cần tiến hành mọi việc từng bước một, tránh chuốc lấy thất bại. Một số hạng mục công việc trì trệ, không có tiến triển mới, bản mệnh cần lập kế hoạch công việc cụ thể, việc nào cần ưu tiên làm trước nhất, tránh tình trạng tất bật cả ngày mà chuyện gì cũng không xong. Thời điểm này bạn không nên dựa dẫm phụ thuộc vào người khác, ai cũng có công việc của riêng mình, không ai có thể làm thay được bạn, con giáp này vẫn cần tự thân vận động, tự làm tự lo. Với những công việc quen thuộc, bạn có thể tiếp tục làm theo phương pháp cũ, nhưng cũng nên tìm tòi cách đổi mới sáng tạo để nâng cao hiệu suất cũng như rút ngắn thời gian. Không cần phải thay đổi quá lớn, chỉ cần điều chỉnh từng chút một, từ chính những việc bạn đã quen tay cũng có thể tạo ra những kết quả bất ngờ. Lưu ý rằng, từ nay tới rằm tháng 9 âm lịch này có những hung tinh như Thái Tuế, âm sát rình dập, sẵn sàng cướp đoạt mọi thứ của bạn bất cứ lúc nào, khi cơ hội và thách thức song hành. Do đó, tuổi Canh Tuất cần tiếp tục nỗ lực để nâng cao khả năng đương đầu với những thử thách trong tương lai, nhưng tình hình hiện tại cũng không đến mức bi đát. Thực tế là bạn vẫn đang cho thấy khả năng xoay sở khá tốt, nếu biết tận dụng và vượt qua được hoàn cảnh, bạn sẽ gặt hái được thành quả tương xứng. Xét về phương diện tài lộc của tuổi Canh Tuất sinh 1970, từ nay tới rằm tháng 9 âm lịch 2024. Từ nay tới rằm tháng 9 âm lịch này, người tuổi Canh Tuất ít gặp may mắn về chuyện tiền bạc, khi tài lộc bị kìm kẹp, hung tinh âm sát cảnh báo vận trình ngày càng có xu hướng giảm sút,
tiềm tàng không ít biến động, giữ tâm tĩnh, cái đầu tỉnh táo sẽ tránh được hung hiểm. Tài vận trong tháng tăng giảm không cố định, buôn bán kinh doanh tương đối khó khăn hoặc trở ngại nhất định, cũng do đụng độ hung tinh kiếp tài. Thị trường nhiễu loạn, nhiều thông tin thật giả lẫn lộn, nên không lợi cho đầu tư, càng không nên vội vàng mở rộng kinh doanh, kiểu lợi bất cập hại. Càng về cuối tháng thì áp lực và cạnh tranh càng gia tăng. Những ai làm công việc về giấy tờ, hợp đồng, văn bản càng cần phải tập trung, đừng có lơ là mà phạm sai lầm phải đền bù thiệt hại mà bị trừ lương cắt thưởng, thậm chí rơi vào dòng lao lý. Những ai chăm chỉ túc tắc buôn bán nhỏ lẻ mỗi ngày thì có thể yên tâm về mức thu nhập hiện tại, cuộc sống cũng không đến nỗi vất vả, đủ lo cho cả gia đình. Ngoài ra, bản mệnh cũng cần quản lý chặt túi tiền, tránh bị thất thoát ra ngoài, cần lập kế hoạch tài chính càng chi tiết càng tốt, tiết kiệm chặt chẽ, ưu tiên những việc quan trọng. Còn về sở thích cá nhân, sau này lúc nào dư giả rồi tính tiếp cũng chưa muộn, đặc biệt là không nên dễ dãi cho vay mượn lung tung, kẻo mất tiền chứ khó lấy lại. Xét về phương diện sức khỏe, của tuổi Canh Tuất sinh 1970, từ nay tới rằm tháng 9 âm lịch 2024. Phương diện sức khỏe của người tuổi Canh Tuất từ nay tới rằm tháng 9 âm lịch này đang ở mức ổn định, không có biểu hiện gì đáng lo lắng. Tuy nhiên, bạn cũng đừng vì thế mà chủ quan, nhất là khi vấn đề khó chịu có thể xuất hiện. Áp lực tinh thần chủ yếu do công việc và chuyện tiền bạc không như ý muốn, khiến bạn lo nghĩ rất nhiều. Nếu có thể thư giãn cơ thể và tinh thần, mọi thứ sẽ có chuyển biến tích cực. Hãy chú ý chế độ ăn uống và duy trì thói quen làm việc, nghỉ ngơi điều độ để đảm bảo sức khỏe tốt. Xét về phương diện tình cảm, gia đình và các mối quan hệ của tuổi Canh Tuất sinh 1970, từ nay tới rằm tháng 9 âm lịch 2024. Bước sang từ nay tới rằm tháng 9 âm lịch này, chuyện tình cảm của người tuổi Canh Tuất được dự báo không xuất hiện biến cố nào quá lớn, duy trì ở mức bình ổn. Dù không quá nhiều mâu thuẫn, nhưng mối quan hệ của bản mệnh lại phát triển theo hướng bình bình, đôi khi gây ra sự nhàm chán, tẻ nhạt. Hãy dành thời gian để hai bên chia sẻ và hiểu nhau hơn. Có thể bạn thấy không có vấn đề gì lớn, đối phương cũng im lặng, song không có nghĩa người ấy đang đồng tình hoặc hài lòng với hiện tại. Thời gian vẫn cứ như vậy thì cũng không phải là một tín hiệu tốt. Cả hai đều cần dành thời gian để hâm nóng tình cảm, tạo sự kết nối cả về thể chất và tâm hồn. Nếu có vấn đề gì, hãy cùng ngồi lại thẳng thắn trao đổi. Như vậy giữa vợ chồng bạn sẽ tạo ra sự kết nối, tình cảm sẽ trở lại nồng nàn như thuở ban đầu. Người độc thân nên tăng cường giao lưu kết bạn, mới mong nhanh chóng tìm được một nửa phù hợp. Nếu vẫn còn suy nghĩ về quá khứ thì cũng đừng để điều đó ảnh hưởng đến hiện tại. Ai cũng cần bước tiếp và tìm kiếm hạnh phúc cho riêng mình, mãi nhìn về phía sau chỉ khiến bạn lạc lõng một mình mà thôi. Quý khán giả thân mến, và tiếp theo ngay sau đây sẽ là những ngày may mắn nhất từ nay tới rằm tháng 9 âm lịch 2024 cho tuổi Canh Tuất sinh 1970. Ngày mùng 4 đầu tháng 9 âm lịch. Trong ngày này bản mệnh có cơ hội kiếm tiền, ngoài ra còn có cơ hội nhận được quà hoặc trợ giúp về tiền bạc từ người thân và bạn bè, tháo gỡ khó khăn hiện tại, từ đó càng có thêm động lực để kiếm tiền và làm giàu. Ngày mùng 5 đầu tháng 9 âm lịch. Ngày này trong quá trình trao đổi công việc, bạn có thể nhận được rất nhiều thông tin bổ ích để giải quyết những vướng mắc hiện tại, giúp công việc có được đột phá mạnh mẽ. Ngày mùng 6 đầu tháng 9 âm lịch. Trong ngày này công việc suôn sẻ, được đồng nghiệp giúp đỡ rất nhiều. Cũng bởi thường ngày bạn luôn nhiệt tình giúp đỡ mọi người, nên khi bạn có khó khăn, đối phương chẳng chút ngần ngại tháo gỡ cùng bạn. Ngày mùng 9 đầu tháng 9 âm lịch. Ngày này nếu bạn có thể tiến hành mọi việc theo kế hoạch của mình, khả năng giải quyết vấn đề của bạn sẽ mạnh mẽ hơn. Hãy chứng tỏ cho cấp trên thấy việc trao cơ hội cho bạn là quyết định đúng đắn của họ. Ngày 11 đầu tháng 9 âm lịch. Hãy buông bỏ những tiểu tiết và nhìn về mục tiêu xa hơn. Bạn có thể đạt được những thành tích lớn lao vượt ngoài mong đợi. Đừng để những thứ vụn vặt cản trở bước tiến của mình. Ngày 14 đầu tháng 9 âm lịch. Trong ngày này bản mệnh cố gắng thể hiện những điểm mạnh của mình, cũng như những kinh nghiệm mà bản thân đã tích lũy, bạn có thể gây ấn tượng mạnh mẽ với người xung quanh. Quý khán giả thân mến, tiếp theo ngay sau đây sẽ là vận trình tử vi chi tiết từng tuần của tuổi Canh Tuất sinh 1970, từ nay tới rằm tháng 9 âm lịch 2024.
Tử Vi tuần 1 từ nay tới rằm tháng 9 âm lịch 2024 của tuổi Canh Tuất sinh 1970. Tuần này cục diện tương xung ảnh hưởng, khiến người tuổi Canh Tuất luôn coi mình là người tài giỏi nhất trong tập thể, vì hay hạ thấp ý kiến của người khác, nên bản mệnh dễ gây mất lòng, thậm chí là tổn thương những người xung quanh. Có nhiều khả năng bạn sẽ trải qua một ngày vất vả do ôm đồm quá nhiều công việc. Bản mệnh nên học cách tin tưởng mọi người và chia sẻ gánh nặng của mình với người khác. Có như vậy thì cuộc sống của bạn mới trở nên dễ thở hơn. Về chuyện tình cảm gia đình trong tuần này, Thổ khắc thủy cũng khuyên con giáp này cần phải bình tĩnh hơn khi nói chuyện với nửa kia. Mỗi khi đôi bên có bất đồng ý kiến, bạn chớ nên khăng khăng với ý kiến cá nhân, hạ thấp quan điểm của người ấy. Tử Vi tuần thứ hai từ nay tới rằm tháng 9 âm lịch 2024 của tuổi Canh Tuất sinh 1970. Tuần này, do chịu ảnh hưởng của cục diện tương phá, người tuổi Canh Tuất cần phải cảnh giác trước nguy cơ bị kẻ xấu hãm hại. Đừng lơ là trong công việc, bạn hãy luôn cẩn thận trong từng đường đi nước bước, không hành xử theo cảm tính. Đặc biệt, con giáp này chớ nên để những lời nói trong cơn nóng giận của mình trở thành cái cớ cho kẻ tiểu nhân lợi dụng, đẩy bản thân vướng vào những rắc rối khó giải quyết hơn. Bạn hãy học cách suy nghĩ tích cực, mọi khó khăn rồi sẽ qua. Chuyện tình cảm trong tuần này, Thổ dưỡng cho thấy những người còn độc thân đang có xu hướng khép mình lại và ngại giao tiếp với mọi người. Bạn chưa bước ra khỏi cái bóng của cuộc tình cũ, nên luôn giữ những suy nghĩ tiêu cực về tình cảm, sợ mình sẽ lại tổn thương lần nữa. Tiếp theo là cẩm nang dưỡng giận cho tuổi Canh Tuất sinh 1970, từ nay tới rằm tháng 9 âm lịch 2024. Khẩu quyết: công việc vẫn đều đều như cũ, tài vận tăng giảm không cố định, buôn bán kinh doanh khó khăn. Quý nhân là tuổi Thân và tuổi Ngọ, tiểu nhân là tuổi Sửu và tuổi Thìn. Màu sắc may mắn là màu trắng và màu vàng. Con số may mắn 78, 83 và 46. Quý khán giả thân mến, để công việc hợp tác làm ăn được thêm phần suôn sẻ và thuận lợi, thì chắc chắn chúng ta cần tìm được người đối tác phù hợp, giúp cho vận khí tăng lên gấp bội lần. Kích tài dưỡng lộc thu hút may mắn, dày tuổi Canh Tuất sinh 1970, nên hợp tác với những tuổi nào để mang lại vận may về tài lộc cũng như sự nghiệp. Xin mời quý khán giả cùng theo dõi tiếp video. Tuổi Canh Tuất và tuổi Tý. Khi là đối tác kinh doanh, họ sẽ tạo thành một tập thể vững mạnh. Tuổi Tý khôn ngoan, sắc sảo và thông minh, bên cạnh tuổi Canh Tuất cũng thông minh, thậm chí còn cấp tiến trong suy nghĩ và rất đáng tin cậy. Cả hai cùng hỗ trợ cho nhau để xây dựng một khối bền vững. Tuổi Canh Tuất và tuổi Sửu. Khi là đối tác kinh doanh, họ sẽ rất phát đạt. Hai hành tinh này đều có giác quan kinh doanh khá nhạy bén. Tuổi Sửu tin tuổi Canh Tuất và ngược lại, tuổi Canh Tuất chẳng bao giờ phải lăn tăn về tuổi Sửu. Tuổi Sửu vừa chăm chỉ, vừa cẩn thận ngay từ bước đầu. Còn tuổi Canh Tuất có biệt tài đọc được tâm lý của người khác, nên họ tạo thành một mối quan hệ khá bền vững. Tuổi Canh Tuất và tuổi Dần. Nếu là đối tác kinh doanh, hai con giáp này sẽ kết hợp khá ăn ý với nhau, tạo thành một đế chế thịnh vượng và phát triển. Đó là sự kết hợp của sự thông minh, dũng cảm, sáng tạo của tuổi Dần và sự trung thành đáng tin cậy của tuổi Canh Tuất. Thỉnh thoảng tuổi Canh Tuất cũng góp những ý tưởng mới cho công việc chung của hai người. Bởi vậy, việc kinh doanh chung của hai hành tinh này khá thuận lợi. Điều mà tuổi Canh Tuất thấy không hài lòng nhất ở tuổi Dần là đôi khi tuổi Dần nhanh chán và ít kiên trì hơn tuổi Canh Tuất. Tuy nhiên, mọi bất đồng đều được giải quyết khá ổn thỏa. Tuổi Canh Tuất và tuổi Mão. Khi là đối tác kinh doanh, hai con giáp này sẽ tạo thành một tập thể vững mạnh và sáng tạo. Một số ý tưởng sáng tạo của tuổi Mão sẽ khiến tuổi Canh Tuất ngạc nhiên và trở nên kiên nhẫn lắng nghe và thực hiện. Trong khi đó, tuổi Canh Tuất có tài kinh doanh, cẩn thận và biết đánh giá giá trị của lao động, nên sẽ đảm nhiệm tốt vấn đề tài chính. Cả hai sẽ kết hợp với nhau để tạo thành một tập thể phát triển tích cực theo hướng đi lên. Tuổi Canh Tuất và tuổi Thìn. Nếu hai hành tinh này có quan hệ làm ăn với nhau, họ sẽ làm việc hết sức để bảo vệ người kia. Tuy nhiên, điều kiện ở đây là họ phải hiểu được mục tiêu của nhau. Tuổi Canh Tuất làm việc chăm chỉ và biết cách phân bổ thời gian, hai đức tính này làm tuổi Thìn rất hài lòng. Tuổi Thìn rất may mắn với chuyện tiền bạc, nhưng tuổi Canh Tuất đôi khi vẫn cảm thấy hơi mạo hiểm khi làm việc với con giáp này. Tuổi Canh Tuất và tuổi Tỵ.
Hai tuổi này kết hợp làm ăn cũng sẽ tạo thành một tập thể vững mạnh và liên tục đi lên nếu cùng làm ăn với nhau. Cả hai hành tinh này đều giỏi giao tiếp. Người tuổi Canh Tuất phân biệt phải trái rất rõ ràng. Bên cạnh tuổi Canh Tuất là tuổi Tỵ rất thông minh. Tuổi Tỵ không chỉ tin vào logic mà còn dựa vào cả trực giác để phán đoán công việc. Bởi vậy, rất ít khi tuổi Tỵ mắc sai lầm trong kinh doanh. Hơn thế nữa, tuổi Tỵ còn rất may mắn với chuyện kiếm tiền. Do đó chuyện làm ăn của họ liên tục phát triển. Trong đó tuổi Tỵ sẽ đóng vai trò làm người ở tiền tuyến. Tuổi Canh Tuất và tuổi Ngọ. Nếu là đối tác trong kinh doanh, tuổi Canh Tuất và tuổi Ngọ sẽ chọn công việc đảm bảo lợi ích của cả hai bên. Hoạt động kinh doanh liên quan đến du lịch là phù hợp nhất, vì cả tuổi Ngọ và tuổi Canh Tuất đều thích thay đổi món ăn, thích ngắm cảnh đẹp và vui chơi bạn bè. Hai tuổi này đều có khả năng chịu được cuộc sống khắc nghiệt và công việc vất vả. Sự trung thành và cẩn thận vốn có của tuổi Canh Tuất kết hợp rất hoàn hảo với sự khéo léo trong giao tiếp của tuổi Ngọ. Nếu hợp sức lại, công việc kinh doanh của hai người sẽ phát triển với tốc độ khiến mọi người xung quanh ngạc nhiên. Tuổi Canh Tuất và tuổi Mùi. Khi là bạn làm ăn kinh doanh, tuổi Canh Tuất và tuổi Mùi có thể hỗ trợ nhau tốt hơn với khả năng ngoại giao tốt. Tuổi Canh Tuất có thể là người đại diện cho công ty trong công việc giao thiệp với khách hàng. Tuổi Canh Tuất rất trọng chữ tín. Khi làm một việc gì đó, Mùi có thể tin tưởng vào sự chân thật của người bạn đồng hành với mình. Tuổi Canh Tuất và tuổi Thân. Trong làm ăn kinh doanh, tuổi Thân sẽ giữ vai trò như người đứng đầu. Tuổi Canh Tuất sẽ chỉ đi bên phụ giúp cho tuổi Thân. Tuổi Thân có khả năng thuyết phục khách hàng và tuổi Canh Tuất sẽ là người tiếp tục duy trì mối quan hệ làm ăn đó. Tuổi Canh Tuất có khả năng đặc biệt trong việc nhìn nhận sự việc và đánh giá con người. Do đó, tuổi Canh Tuất có thể sử dụng khả năng đặc biệt này để trợ giúp cho tuổi Thân tránh được những rủi ro đáng tiếc. Không khí nơi làm việc của hai người rất vui vẻ và sôi nổi. Việc kinh doanh sẽ rất phát đạt nhiều vào sự bạo dạn của tuổi Thân. Tuổi Canh Tuất và tuổi Dậu. Có thể nói, khi là đối tác kinh doanh, tuổi Canh Tuất và tuổi Dậu kết hợp ăn ý hơn ở các lĩnh vực khác. Cả hai con giáp này đều làm việc chăm chỉ và có kỹ năng kinh doanh. Tuổi Dậu cẩn thận nên rất phù hợp với lĩnh vực tài chính. Bên cạnh đó, tuổi Dậu cũng ít khi tham gia vào các công việc quá mạo hiểm. Tuổi Canh Tuất thì lại là người rất đáng tin cậy, rất đáng để tuổi Dậu đặt niềm tin. Hơn thế nữa, tài ngoại giao của tuổi Canh Tuất sẽ giúp cho công việc kinh doanh của hai người ngày càng phát triển vươn ra. Tuổi Canh Tuất và tuổi Tuất. Khi là đối tác kinh doanh, hai người tuổi Tuất sẽ cùng nhau xây dựng một tập thể làm ăn chân chính. Bởi người tuổi Canh Tuất phân biệt rất rõ chuyện phải trái. Họ sẽ chọn cho mình công việc liên quan đến chính trị, môi trường hoặc một số lĩnh vực khác mà họ tin là họ sẽ đảm nhiệm tốt. Họ có khả năng giao tiếp tốt tại nơi làm việc, bởi vậy nên khách hàng luôn tìm tới. Đôi khi họ dò đoán một chút nhưng có thể bị thuyết phục. Tuổi Canh Tuất và tuổi Hợi. Nếu hai con giáp này là đối tác làm ăn, tuổi Canh Tuất với năng lượng dồi dào và tài ngoại giao sẽ đóng vai trò là người tiền tuyến. Tuổi Hợi chăm chỉ làm việc và làm việc có kế hoạch, sẽ trở thành cánh tay phải đắc lực của tuổi Canh Tuất. Tuổi Canh Tuất cũng rất chăm chỉ, đặc biệt với những công việc yêu thích. Tính thích ổn định của tuổi Hợi và tính trung thực của tuổi Canh Tuất sẽ giúp công ty chung của họ phát triển tốt. Bởi vậy, hai con giáp này sẽ kết hợp rất tốt trong chuyện làm ăn. Quý khán giả thân mến, cuộc sống là của riêng bạn. Bạn phải bước đi trên con đường của chính mình, tự gánh chịu lấy những khó khăn. Có ai là không muốn mọi thứ luôn thuận buồm xuôi gió, nhưng cuộc sống không phải lúc nào cũng diễn ra như ý muốn, mọi chuyện buồn vui lẫn lộn, suy cho cùng đều là lẽ bình thường. Nếu bạn không mạnh mẽ, ai có thể gánh nó cho bạn? Nếu bạn không dũng cảm, thì ai có thể phá vỡ nó cho bạn? Khi đến với thế giới này, bạn đã được định sẵn để trải nghiệm điều gì đó và dũng cảm tiến về phía trước giữa những được và mất. Dù gặp phải chuyện gì trong cuộc sống, bạn cũng nên học cách kiềm chế bản thân, lần lượt trèo núi từ từ mà vượt sông. Nhớ rằng, bạn sẽ không bao giờ thua cuộc nếu biết dựa vào chính mình, một nỗ lực dựa vào chính mình. Ai cũng có những khó khăn riêng, phải đối mặt thật dễ dàng để từ bỏ. Nhưng thật tuyệt khi kiên trì, không ai có thể giúp bạn từng đường đi nước bước và luôn bên bạn khi bạn đang ở thời điểm tồi tệ nhất trong cuộc đời. Đôi khi những khó khăn bất chợt ập đến khiến bạn tưởng như không thể vượt qua sợ hãi và dối bời. Nhưng lúc này bạn càng phải nỗ lực và trau dồi bản thân nhiều lần sau những thất bại trong cuộc sống. Ai cũng có áp lực và ai cũng có những phút bất bình.
Khi bạn luôn nghĩ đến việc dựa vào người khác để thoát khỏi khó khăn, rất có thể bạn sẽ thất vọng, bởi vì trên đường đời, thực ra chúng ta đều chỉ có một mình, không ai có thể dựa vào người khác để tiến về phía trước. Núi sẽ sụp nếu chúng ta dựa vào, và người sẽ chạy nếu chúng ta luôn chờ đợi. Chỉ khi dựa vào chính mình, bạn mới có thể có được cảm giác thoải mái nhất. Thay vì đặt cược vào người khác, tốt hơn hết bạn nên tự mình đạt được chiến thắng. Một người càng làm việc chăm chỉ thì sẽ càng xuất sắc. Đây là kết quả của việc chịu đựng nhiều đêm mất ngủ và vượt qua nhiều khó khăn. Chỉ có nâng cao năng lực và tích lũy sức mạnh của bản thân, bạn mới có thể tự mình giành chiến thắng cuối cùng. Hai là niềm tin lớn nhất của con người dựa vào chính mình. Niềm tin của một người vào cuộc sống này là do chính người đó tạo ra. Dựa vào chính mình là điều không dễ, nhưng dù khó khăn đến đâu, bạn cũng phải dựa vào chính mình. Bởi như vậy bạn mới có thể sống một cuộc sống bình tĩnh và tự chủ, cầu xin sự giúp đỡ, giống như nuốt một thanh kiếm dài 3 thước. Dựa dẫm vào người khác, giống như lên tới tầng trời thứ 9, cảm giác chán nản đó sẽ khiến bạn như quả bóng cao su xì hơi, dần dần mất niềm tin vào cuộc sống. Khi bạn lựa chọn dựa dẫm vào người khác, điều đó tương đương với việc giao vận mệnh của mình vào tay ai đó. Bạn sẽ phải nhìn mặt họ mà sống, nhìn thái độ của họ, để lựa cách cư xử sao cho phù hợp. Mọi thứ trên đời đều có giá của nó. Nếu bạn muốn sống dựa vào người khác, thì hãy sẵn sàng để có thể bị bỏ rơi và phản bội bất cứ lúc nào. Lòng người khó đoán, liệu ai sẽ giúp đỡ bạn suốt cuộc đời? Nếu bạn không sẵn lòng sống một cuộc sống phụ thuộc như vậy, bạn có thể tự mình gánh chịu mưa gió, giải quyết vấn đề của cuộc sống, tin tưởng vào chính mình, mạnh mẽ mà hành động bình tĩnh, mà tiến lên phía trước. 3. Là dựa vào chính mình và bạn sẽ không bao giờ thua cuộc. Nếu định mệnh là dòng sông cô đơn, thì chỉ có bạn là người đưa đò cho tâm hồn của mình trong cuộc sống. Cầu xin người khác chẳng bằng dựa vào chính mình. Giận dữ, than vãn chẳng bằng phấn đấu để đạt được thành công. Nếu bạn dựa dẫm vào người khác trong mọi việc, cuộc sống sẽ trở thành thảm họa. Bạn sẽ không bao giờ có được chiến thắng thực sự. Cuộc sống đầy rẫy những thay đổi. Nếu bạn cố trốn dưới chiếc ô của người khác, sớm hay muộn bạn cũng sẽ bị ướt. Con chim đậu trên cây không bao giờ sợ cành cây gãy, vì nó không dựa vào cành mà vào đôi cánh của chính mình, ăn từng miếng một và đi bộ từng bước. Khi gặp gió mưa thì tự mình che ô, khi gặp khó khăn thì tập trung hoàn thiện bản thân, bạn sẽ dần tôi luyện mình ngày càng có khả năng giải quyết vấn đề tốt hơn. Người dựa vào chính mình thì cuộc sống yên bình hơn, đó là vì họ không sợ ai rời bỏ mình, và cũng không phải đánh cược tấm lòng của ai đó. Dông bão mạnh đến đâu cũng đừng sợ hãi, phía trước có là trở ngại gì cũng hãy bình tĩnh. Cuộc đời của chính mình phải tự mình hoàn thành, dựa vào chính mình là sự tỉnh táo lớn nhất. Cuộc đời này chỉ bằng cách dựa vào chính mình, bạn mới có thể viết nên những chương huy hoàng nhất, không ngừng vượt qua chính mình và mở ra một cuộc sống tốt đẹp. Sau khi lần lượt bước qua những thất bại, bất kể khi nào bạn phải dựa vào chính mình, người duy nhất bạn có thể thực sự dựa vào là chính bạn. Hãy nghiến răng và tiếp tục, đừng dễ dàng bỏ cuộc dù bạn đang ở trong hoàn cảnh nào. Hãy dựa vào chính mình và bạn sẽ không bao giờ thua. Quý vị thân mến, trên đây là tử vi của tuổi Canh Tuất sinh 1970, từ nay tới rằm tháng 9 âm lịch 2024. Hy vọng với những thông tin trên sẽ giúp ích cho quý khán giả. Cảm ơn quý khán giả đã xem hết video. Nếu thấy video hữu ích, quý khán giả đừng quên like, chia sẻ và ấn nút đăng ký kênh để cập nhật những video mới nhất từ chương trình. Chúc quý khán giả có một tháng mới luôn vui vẻ, hạnh phúc, bình an và gặp nhiều may mắn. Hẹn gặp lại quý khán giả ở những chương trình tiếp theo.